thành phố Hồ Chí Minh hay tên gọi quen thuộc hồi xưa là Sài Gòn Gia Định có quá trình hình thành và phát triển hơn 300 năm lịch sử. Khởi đầu là một vùng nhượng địa của vua Chân Lạp là Chekli Chet II dâng tặng cho chúa Nguyễn. Vì có công lao bảo hộ đất nước Chân Lạp khỏi sự xâm lược của đế quốc Xiêm La, từ đó những sắc dân người Việt đầu tiên được vào đây khai phá. Từ chỗ chỉ là những nơi sình lầy rừng cây rậm rạp, người Việt ta đã cho khai hoang mở đường, lập làng lập ấp. Người Việt và người Khmer ở đây sống hòa thuận và yên bình. Khi đó ở phương Bắc xa xôi, nhà Minh bị nhà Thanh phế bỏ. Vị vua cuối cùng của nhà Minh là vua Sùng Trinh phải treo cổ tự vẫn. Các tướng lĩnh của nhà Minh không chịu thuần phục nhà Thanh như Trần Thượng Xuyên và Dương Ngạn Địch đã đem theo gia quyến và rời bỏ quê hương, rong buồm xuống phương Nam, xin cậy nhờ chúa Nguyễn một nơi dung thân. Với bản tính nhân từ và rộng lượng của mình, chúa Nguyễn đã ưng thuận cho các vị tướng lĩnh này xuống vùng đất Biên Hòa và Mỹ Tho để khai khẩn đất đai và an cư sinh sống. Những người Hoa vốn giỏi về thủ công và thương nghiệp nên họ đã biến nơi đây thành nơi vô cùng sầm uất và phát triển. Vào cuối thế kỷ 17, chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Khoát càng ngày càng ăn chơi sa đọa, lạn tham ô tham nhũng xảy ra tràn lan. Nhân dân miền Trung lâm vào cảnh triền miên đói khát, phong trào Tây Sơn nổi lại dậy tựa như một cơn gió lốc quấn phăng đi bao áp bức và bất công. Chúa Nguyễn cuối cùng là Nguyễn Phúc Thuần và cháu của mình là Nguyễn Ánh phải rời bỏ Phú Xuân vào đất Sài Gòn trú ẩn. Từ đó vị thế của Sài Gòn tựa như một kinh đô kháng chiến thứ hai. Chính vì vậy không ít lần nơi đây đã thành nơi chiến trường tranh đoạt giữa hai bên Tây Sơn và Trường Nguyễn. Cảnh phố thị tấp lập thủa Lào đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Những người Việt và người Hoa nơi đây vốn chịu ơn sâu dày của các vị chúa Nguyễn đời trước nên rất trung thành với triều Nguyễn. Chính họ đã giúp cho Nguyễn Ánh lấy lại cơ đồ, thống nhất Giang Sơn. Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế lấy đế hiệu là Gia Long, kinh đô lại được rời ra Phú Xuân. Nhưng vị thế của Sài Gòn vẫn không hề thuyên giảm, vẫn là một trong ba tổng trấn quan trọng nhất của Việt Nam. Được vua Gia Long đặc biệt quan tâm nên đã giao trọng trách lớn lao này cho một vị đại thần là Lê Văn Duyệt, một trong những đại công thần của vua Gia Long cai quản vùng đất này. Đến nay mộ phần của vị công thần này vẫn được giữ gìn và thờ cúng, được gọi là lăng ông bà Triệu. Sài Gòn có được gần 50 năm gọi là yên bình. Thì vào ngày 17 tháng 2 năm 1859, Pháp nổ phát súng đầu tiên xâm chiếm vào đất Sài Gòn Gia Định. Nhân dân Sài Gòn đã anh dũng đứng lên chiến đấu, tiêu biểu như những người anh hùng như Trương Định và Nguyễn Trung Trực. Nhưng trước hỏa lực quá mạnh của quân thù và bè lũ tay sai bán nước, Sài Gòn và Gia Định nhanh chóng bị thất thủ. Rồi ba tỉnh miền Đông, ba tỉnh miền Tây của Nam Bộ cũng rơi vào tay của thực dân Pháp. Nam Kỳ trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Trước khi xâm chiếm được Bắc Kỳ và bảo hộ xứ Trung Kỳ, Sài Gòn được người Pháp chọn làm trung tâm của xứ thuộc địa của người Pháp. Sài Gòn được thiết kế và quy hoạch theo lối kiến trúc rất là châu Âu và những thiết kế công trình phục vụ cho người Pháp phải kể đến như dinh thống đốc, nha nội vụ, tòa án, tòa giám mục mà ngày nay vẫn còn tồn tại những kiến trúc này ở quận 1. Với những công trình đẹp đẽ và xa hoa đó, Sài Gòn một thời còn được nhắc tới với tên gọi là Hòn Ngọc của Viễn Đông. Sau Thế chiến thứ hai, nước Pháp bị tổn thất đặc biệt nghiêm trọng về nhân lực và tài lực trước quân phát xít. Nhân cơ hội đó, nhân dân Việt Nam, đứng đầu là giai cấp Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đã đứng lên đấu tranh giành lại độc lập tự do cho đất nước. Nhưng phải đến 9 năm sau thất bại lặng lẽ ở Điện Biên Phủ, người Pháp mới chính thức rút quân về nước. Những tưởng đất nước từ đây được yên ổn và hòa bình, thì đế quốc Mỹ vốn là một đại cường quốc ở trên thế giới, không thể để xã hội chủ nghĩa một ngày lớn mạnh và lan rộng. Họ đã dùng vũ lực và tiền bạc của mình để thay thế quân Pháp chiếm đóng Đông Dương, lập lên một chính phủ thân Mỹ để đối chọi lại với những nước xã hội chủ nghĩa. Nước Việt Nam tạm thời phân chia làm hai miền giới tuyến, Sài Gòn một lần nữa lại được chọn làm đô thành của miền Nam.
Sài Gòn trước kia với thiết kế của người Pháp tuy rất đẹp đẽ nhưng quy mô lại vô cùng nhỏ hẹp, diện tích chưa đầy 3 km². Các công trình kiến trúc cũng chủ yếu phục vụ cho người Pháp và công chức người Pháp. Đến khi người Mỹ chiếm đóng nơi đây, đô thành Sài Gòn mới được mở rộng và dân cư trở lên đông đúc. Nhưng chính quyền Sài Gòn và người Mỹ lại không chú trọng vào việc thiết kế và quy hoạch đô thị Sài Gòn, nên ngoại trừ một số quận của Sài Gòn tương đối là phát triển và sầm uất thì các vùng ven ngoại thành của Sài Gòn lại nhếch nhác và xấu xí. Người dân nghèo của Sài Gòn không đủ những điều kiện sống tối thiểu để sinh sống và phát triển. Người Mỹ với lối sống thực dụng của mình nên cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến lối kiến trúc, quy hoạch đô thị. Nhà ống và nhà lô tuy không đẹp nhưng vô cùng tiện dụng, được mọc lên vô cùng nhiều, phần nào phá vỡ đi sự tươi đẹp của Sài Gòn. Những thứ di sản mà họ để lại ở Sài Gòn là cảnh ăn chơi trụy lạc và xì ke ma túy, và các loại giang hồ thứ thiệt về đây tranh tài. Và sau 20 năm chống Mỹ, đất nước ta đã giành lại được hoàn toàn độc lập. Đất nước ta ngày càng được xây dựng phát triển và tươi đẹp. Chúng ta hãy điểm qua những công trình kiến trúc tươi đẹp của Sài Gòn cùng với kênh Trần Thái Công TV nhé. Điểm đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn được biết là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thời Pháp còn được gọi là Dinh Đốc Lý, là nơi làm việc cho Hội đồng Thị xã Sài Gòn. Được cho xây dựng từ năm 1898 cho đến năm 1908 thì mới được hoàn thành, do kiến trúc sư người Pháp là Firmin Gerder thiết kế và nhà thiết kế điêu khắc Ruffin trang trí hoa văn. Tổng chi phí hoàn thành tòa nhà lên tới 1,5 triệu franc. Tòa nhà là một biểu tượng của thành phố Sài Gòn, với các hoa văn được trang trí thực hiện với mức tinh xảo cao, tháp chuông, cột Hy Lạp và các tràng hoa. Và đặc biệt chính giữa mặt tiền là hình tháp đắp lổi, người phụ nữ và đứa bé đang chinh phục thú dữ. Hai bức tượng bên cạnh là người phụ nữ cầm gươm, tượng trưng cho nước Pháp đi chinh phục các thuộc địa trên thế giới. Xét về trang trí nội thất, ít có công trình nào có thể sánh được về độ cầu kỳ và sự đa dạng kiến trúc ở đây. Đây có thể là nói là một biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh. Đối diện với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là khách sạn Contiana, là chốn ăn chơi bậc nhất của người Pháp và các giới thượng lưu người Việt. Ngày nay vẫn là nơi xa hoa bậc nhất ở chốn đô thành Hồ Chí Minh. Cách khách sạn Continental không xa, ngay chỗ vườn hoa Nguyễn Huệ, là nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu là nơi phục vụ giải trí cho những người lính viễn chinh Pháp, được người Pháp cho một ban nhạc từ bên Pháp quốc tới nơi đây biểu diễn cho những binh lính người Pháp. Nhà hát được thiết kế với lối kiến trúc gần giống với nhà hát kịch ở Paris, Pháp, với những bức tượng đắp lổi với mô típ phục hưng đế chế đệ tam của Pháp vô cùng tinh xảo. Trước mặt chúng ta đây là bức tượng nữ thần nghệ thuật vô cùng đẹp đẽ và nghệ thuật. Để sáng tạo ra tòa kiến trúc này cần đến 3 nhà kiến trúc sư người Pháp là kiến trúc sư Félix Oliver, Ernest Guichard và Enver Forest. Vào năm 1955, nơi đây từng được cải tạo thành trụ sở quốc hội của Việt Nam Cộng Hòa, nên một số bức tượng như nữ thần nghệ thuật và những các phào chỉ bị triệt giải. Thay vào đó họ làm bức tượng thủy quân lục chiến chĩa thẳng mũi súng vào tòa nhà quốc hội này. Nhiều người cho rằng đây là một điểm gở cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và điều đó đã trở thành hiện thực vào năm 1975, chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ. Còn một điều thú vị nữa là chính tại bức tượng này có hai người phản chiến người Pháp đã cắm lá cờ của quân giải phóng miền Nam lên bức tượng này, và hai người Pháp này đã được nhà nước Việt Nam trao tặng huân huy chương và là công dân danh dự của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Điểm tiếp theo chúng ta tham quan là tòa Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng vào năm 1886 và hoàn thành vào năm 1891, được kiến trúc sư người Pháp là Villazio và phụ tá là Folo Húc thiết kế và thi công công trình.
Công trình này có hình dạng cửa vòm cuốn, phân bổ đều ra hai bên bởi các ô hình chữ nhật, tựa như những mẫu nhà ga xe lửa ở bên Pháp. Trước mặt chúng ta đây là hình tượng chàng trai đội lá ô liu, biểu tượng cho sự hòa bình và trường cửu trong văn hóa của người Hy Lạp. Bên trong tòa bưu điện vẫn còn lưu giữ hai tấm bản đồ cổ của Sài Gòn và các vùng phụ cận. Là một địa điểm tham quan vô cùng thú vị khi chúng ta đến du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là ngôi biệt thự của ông Hứa Bôn Hỏa, là một trong những người giàu có nhất của Việt Nam thời kỳ trước khi giải phóng, là nhất sĩ nhì phương tam sường tứ hỏa. Ngày nay tòa nhà này là bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và nơi đây từng lưu truyền câu chuyện kể về con ma nhà họ Hứa. Câu chuyện được kể như sau: vốn là người con gái út của chú Hỏa, cô bé tiểu thư đài các này tưởng chừng sẽ được sống trong nhung lụa vinh hoa phú quý, nhưng chẳng may cô lại bị một loại bệnh lúc đó cho là vô phương cứu chữa, đó là bệnh phong hủi. Cô bé bị cách ly khỏi gia đình và xã hội, hàng ngày chỉ có người quản gia đem đồ ăn và quần áo cho cô bé thay mà thôi. Cô bé bị người đời hắt hủi, ngày ngày lại bị cơn đau đớn hành hạ, toàn thân bị lở loét rỉ máu. Trong những đêm thanh vắng, người ta nghe thấy những tiếng gào khóc rên rỉ của cô bé, ai nghe thấy cũng đều cảm thấy lạnh gáy ghê người. Và khi cô bé mất đi trong ngôi nhà to lớn này, những gia nhân vẫn thấy một bóng áo trắng dập dờn quanh quẩn trong ngôi nhà. Câu chuyện thần bí về con ma nhà họ Hứa đã làm đề tài bàn tán và thành ý tưởng cho nhà làm phim Lê Hoàng Hoa sáng tác ra bộ phim Con Ma Nhà Họ Hứa. Bộ phim rất nổi tiếng trước thời kỳ giải phóng. Sau năm 1975, tòa nhà được thành phố Hồ Chí Minh trưng dụng thành bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Tản mạn một chút về chú Hỏa, vốn là người gốc Hoa ở tỉnh Phúc Kiến, vì cảnh đời nghèo khổ phải đi phiêu bạt sang Việt Nam, Sài Gòn làm nghề ve chai, nhưng với tinh thần chịu khó, ý chí quyết tâm cộng thêm trọng chữ tín, trọng danh dự, chú Hỏa đã gây dựng lên sự nghiệp lẫy lừng mà khó ai làm được. Có người bảo chú gặp may mắn mà vớ được vàng khi lúc thu mua phế liệu, nhưng theo tôi, những thứ vàng mà chú nhận được chính là sự tin tưởng và sự thành kính của mọi người dành cho chú. Chính từ những cái đó đã đem lại sự nghiệp làm ăn và sự giàu có dành cho chú. Và khi đã tạo dựng được sự nghiệp và thương hiệu của mình, chú không quên những cảnh đời nghèo khổ cơ cực. Cũng mình khi trước, chú hay giúp đỡ những người nghèo khó, xây dựng những bệnh viện, trường học để phục vụ cho xã hội. Những công trình kiến trúc đó ngày nay là các nơi như Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện Từ Dũ, Chùa Phụng Sơn, Trường Trung học Cơ sở Minh Đức. Có thể nói rằng chú Hỏa là một tấm gương để các thế hệ sau của chúng ta noi theo và học hỏi. Điểm tiếp theo mà chúng ta tham quan là Thảo Cầm Viên Sài Gòn, một địa điểm vô cùng đông đúc và náo nhiệt, là ký ức, là tuổi thơ của rất nhiều em bé ở Sài Gòn. Trong khuôn viên của Thảo Cầm Viên còn có Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh và đền thờ các vị vua hùng. Trước khi vào tham quan Thảo Cầm Viên, chúng ta hãy ghé tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh xem bên trong có những điều gì thú vị nhé. Bảo tàng Lịch sử Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển dựa trên nhu cầu lưu giữ và nghiên cứu những bảo vật được quyên góp và sưu tầm ở Nam Kỳ thời kỳ Pháp thuộc, được Hội đồng Nghiên cứu Đông Dương gồm các nhà nghiên cứu và khảo cổ người Pháp và người Việt xin phép chính quyền thuộc địa Pháp lúc đó xây cất lên tòa bảo tàng để sưu tầm và nghiên cứu cổ vật. Nơi đây chứa đựng hơn 30.000 hiện vật có vô cùng có giá trị về Nam Kỳ, về Việt Nam và cả vùng Đông Dương nữa, nên nơi đây từng được người Pháp đặt tên là Viện Nghiên cứu Viễn Đông Bắc Cổ. Viện bảo tàng được xây dựng theo lối Đông Dương cách Tân, vừa mang dáng vẻ của châu Âu lại pha trộn kiến trúc của châu Á. Phần chính giữa bảo tàng là khối hình bát giác, theo quan niệm trong kinh dịch là bát quái. Những tấm gạch men trên lóc mái được trang trí rồng và phượng. Đỉnh của tòa tháp là 4 quả cầu hình tròn xếp chồng lên nhau. Trong bảo tàng trưng bày các hiện vật từ các thời kỳ tiền sử Hùng Vương, Đinh Lê Lý Trần, Hồ Lê Mạc hay Champa Ốc Eo và các đồ của phương Tây Tân Cổ Điển.
Trước mặt chúng đây, ta đây là các sa bàn quân đội Tây Sơn đang giao chiến với nhà Nguyễn, và quân đội Tây Sơn giao chiến với quân Xiêm La. Và còn đặc biệt nơi đây còn lưu giữ được xác ướp xóm Cải là một nữ quý tộc phong kiến thời Nguyễn. Trong bảo tàng còn rất là nhiều hiện vật, nhưng theo quy định của bảo tàng tôi cũng không thể review cho các bạn thêm các hình ảnh về các hiện vật trong bảo tàng. Mong các bạn hãy đến nơi đây để tham quan và chiêm ngưỡng nhiều hơn các hiện vật trong bảo tàng. Tham quan xong bảo tàng lịch sử Hồ Chí Minh, nhìn sang bên đối diện là đền thờ các vị vua hùng, với ý nghĩa là các con cháu tưởng nhớ về nguồn cội, về các vị cha ông tổ tiên của chúng ta. Ban đầu đền thờ vua Hùng được người Pháp cho xây dựng nhằm tưởng nhớ những người Việt đã đi lính cho Pháp và hy sinh trong các trận chiến đấu. Về sau những năm 54, chính quyền thực dân Pháp rút về nước, ngôi đền được đổi thành nơi thờ tự các vị vua Hùng và các anh hùng dân tộc như Lê Văn Duyệt, Quang Trung, Trần Hưng Đạo. Ngôi đền thờ này được người Pháp xây dựng theo lối kiến trúc giống như các lăng tẩm ở triều Huế. Từ các cột kèo, gác mái, sơn son, thiếp vàng đều mô phỏng ở trong triều đình Huế. Thảo Cầm Viên Sài Gòn là nơi bảo tồn động thực vật ở Sài Gòn, được người Pháp cho xây dựng từ năm 1864. Nơi đây nuôi dưỡng hơn 1.300 loại động vật của 125 loài và 2.500 cây thực vật của trên 600 loài cây thực vật. Diện tích thảo cầm viên là hơn 30 ha, là thảo cầm viên lớn nhất ở Đông Dương. Dạo quanh một vòng thảo cầm viên bằng xe lửa, ta mới thấy hết được quy mô to lớn của thảo cầm viên đến nhường nào. Đến với thảo cầm viên cho tôi một cảm giác như trở về ký ức của tuổi thơ vậy. Chương trình tham quan Sài Gòn của tôi đến đây là hết. Cảm ơn các quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Trần Thái Công TV của tôi. Nếu các bạn thích thì hãy like và cho tôi một subscribe để nhé.